nè. Con này sao mỗi lần mà nó nhìn thấy cá là nó ói cái mặt xanh mặt vàng vậy ta? Không lẽ nó có bầu thiệt? Bậy bạ nè, con nít con nôi bầu bì cái gì, chắc bị đau bao tử đó. Nó mà có bầu tôi giết nó chết. Sao rồi hả bà, thăm dò nó có không? Dính rồi. Cái thai cũng già tháng lắm rồi đó mà sao tới giờ bà mới biết? Trời đất ơi, thằng nào làm cho mày bị sinh cái bụng? Nói mau, không thôi tao giết mày chết. Đứa nào làm cho mày có bầu? Tao giết mày chết. Đứa nào làm mày có trời bầu? Ơi, con lợn nó có bầu. Thằng nào lớn gan làm chuyện này? Ôi, cái này.